Dẫu vẫn biết gian lao khó nhọc và thầm lặng hy sinh, dẫu vẫn biết chiến tranh hay thời bình, thì người lính vẫn thực hiện những nhiệm vụ đầy vất vả, thử thách. Song, vì sự bình yên của bầu trời Tổ quốc, vì hạnh phúc của mỗi gia đình, và cả hậu phương thương yêu đang ngày đêm dõi theo, những người phi công vẫn ngày qua ngày nỗ lực không ngừng huấn luyện và thực hiện những ban bay. Với chị Tô Nguyễn Thanh Phương, vợ đại úy Đặng Hoàng Hiệp, thì mỗi chuyến bay thành công của chồng và đồng đội chính là hạnh phúc mà chị khó có thể diễn tả thành lời. Anh thích bầu trời xanh gió lộng, trên lưng anh là Tổ quốc thân yêu, dưới cánh bay quê mẹ khói lam chiều, thân thuộc quá dải đất hình chữ S. Công tác tại Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không Không quân đến nay được 7 năm. Đại úy Đặng Hoàng Hiệp yêu những cánh bay và luôn khát khao chinh phục bầu trời cao rộng. Ngày nhỏ mỗi lần tôi thấy máy bay bay trên bầu trời thì tôi nhìn lên và tự hỏi là ở trên đó thì có những cái gì và tại sao một cái máy bay toàn bằng sắt vậy mà nó có thể bay được lên trên không trung. Từ đó thì cái ước mơ để chinh phục bầu trời đã hình thành trong tôi. Năm học lớp 12 thì tôi thấy ở trường mình có dán cái thông báo khám tuyển phi công quân sự. Và tôi thấy mình đáp ứng được các cái tiêu chuẩn cơ bản ghi ở trong thông báo. Và tôi đã đi khám tuyển và vượt qua các vòng khám tuyển và giờ đây tôi trở thành một phi công quân sự. Bản thân đồng chí Hiệp có trình độ bay tốt, qua quá trình bay, quá trình thực hiện nhiệm vụ được trên đánh giá rất cao. Thì cũng qua đó đồng chí được trên ghi nhận những thành tích cố gắng và là nguồn đào tạo về giáo viên. Hiện tại đồng chí đã đào tạo giáo viên điều kiện ban ngày, điều kiện khí tượng giản đơn. Nhưng mà đồng chí khẳng định là một phi công, một cán bộ, một giáo viên có trình độ, có năng lực và luôn luôn cố gắng phấn đấu tích cực trong học tập, nghiên cứu. Trên cái cương vị là chính trị viên phó, thực hiện tốt cái hoạt động công tác đảng của chị cũng để hoàn thành cái nhiệm vụ của phi đội bay máy, cũng là đóng góp vào cái hoàn thành nhiệm vụ chung của trung đoàn. Một ngày của chị Phương cũng như nhiều người phụ nữ khác, thức dậy nấu bữa sáng, cho con ăn rồi đến cơ quan làm việc. Hết giờ chị đi chợ nấu bữa tối và dành thời gian chăm sóc con. Công việc cũng không quá vất vả, chỉ có điều là chồng thường xuyên công tác trong đơn vị, nên đôi lúc chị cũng cảm thấy trông chênh khi phải một mình thay anh gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Tuổi thân thì đương nhiên sẽ cũng có một phần nào, nhưng mà khi mà đằng sau cái sự tuổi thân, cái sự vất vả đấy, tôi lại nghĩ đến tôi. Thì tôi nghĩ đến những cái vất vả mà anh phải trải qua. Từ đấy thì mình cố gắng hơn và tự động viên mình phải thật mạnh mẽ và kiên cường lên để còn làm chỗ dựa cho anh. Vất vả nhưng tự hào, đó là điều mà bất kỳ vợ bộ đội nào cũng trải qua. Là vợ lính phi công, chị Phương còn trải nghiệm nhiều cảm xúc hơn bởi sự lo lắng, hồi hộp và hạnh phúc của chị được tính theo mỗi lần chồng bước lên máy bay thực hiện nhiệm vụ. Đối với những người phụ nữ khác, đặc biệt là những người vợ, thì cái niềm hạnh phúc của họ là sau mỗi cái giờ làm việc của mình về nhà được nhìn thấy chồng, con mình. Rồi thậm chí đơn giản nhất là những ngày lễ hoặc là những ngày mà đặc biệt ấy, thì được cùng chồng mà đưa con đi chơi. Nhưng mà đối với tôi, cái niềm hạnh phúc lớn lao nhất đó là mỗi khi mà được nghe cái tiếng điện thoại của chồng gọi về sau mỗi chuyến bay báo là anh bay về an toàn rồi. Thì thật sự là cái niềm cảm xúc đó nó không thể nào.
rất là nhiều các cái tình huống, không có tình huống nào giống tình huống nào hết. Và thời gian để thi công xử lý các tình huống đó chỉ được tính bằng giây. Thi công là thường xuyên phải rèn luyện bản lĩnh, ý chí của mình để vượt qua các khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cũng bởi tính cách quyết đoán và trách nhiệm của anh Hiệp mà ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, chị Phương đã ấn tượng với chàng phi công quê gốc Hưng Yên này. Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Phan Rang này, thì ngay từ nhỏ đã nghe nhiều tiếng máy bay trên trời, thì cũng rất là tò mò là xem là bộ đội không quân là như thế nào. Thì tình cờ có khi mà được gặp anh, tôi hiểu thêm về công việc của anh, về những cái sự vất vả, áp lực và cả những nguy hiểm trong công việc của anh. Có cái tình cảm đặc biệt dành cho anh cũng như là cho công việc của anh, nghề nghiệp của anh. Cho nên chính vì vậy tôi muốn trở thành một phần trong cái cuộc sống của anh. Tôi gặp vợ tôi là khi mà tôi ra ngân hàng. Khi đó vợ tôi làm giao dịch viên. Tôi thấy vợ tôi có một khuôn mặt rất là xinh xắn và hiền dịu, có giọng nói rất ấm áp, và cái cách mà vợ tôi làm việc rất là nghiêm túc và rất chăm chỉ, nên tôi bị ấn tượng ở cái những điểm đó. Sau lần gặp gỡ tình cờ đó, chàng phi công trẻ đã chủ động liên lạc với cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ. Để rồi, sau một năm tìm hiểu, chị Phương đã trở thành ga đỗ bình yên để anh trở về sau mỗi chuyến bay. Tôi đã tặng cho chồng tôi một cái hộp bút gỗ, bên ngoài thì có khắc hình của anh mặc quân phục. Nhân dịp là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, bên trong là một cây bút gỗ có khắc tên anh cùng với cái lời chúc đó là bay an toàn, hoàn thành nhiệm vụ. Đó là điều mà tôi muốn gửi gắm đến anh, đó là tôi lúc nào cũng mong anh hoàn thành nhiệm vụ, khó khăn nào cũng vượt qua để mà về với gia đình và con. Tôi cảm thấy vợ rất là cảm thông chia sẻ với công việc của mình, xúc động với những sự quan tâm chia sẻ của vợ. Thì đó là một động lực to lớn để tôi cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Khi thực hiện nhiệm vụ, người lính bay này luôn kiên cường vượt qua mọi thử thách của trời xanh. Nhưng khi ở mặt đất, cũng có những phút giây lặng lẽ. Anh chăn trở, lo toan khi nghĩ về gia đình, về người bạn đời đang thay anh gánh vác mọi việc trong gia đình. Từ cái việc mà hiểu và cảm thông cho công việc của chồng, thì tôi luôn tự nhủ bản thân mình là phải thật sự là cố gắng, rồi tạm quên đi những vất vả này, tuổi thân của một người phụ nữ phải chăm con một mình khi chồng không có nhà. Để mà vừa phải lo tốt công việc của bản thân mình, vừa phải chăm sóc cho con chu đáo và quán xuyến nhà cửa thật là tươm tất để làm động lực cho chồng mình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ở tại đơn vị. Sau mỗi một dịp đặc biệt anh báo về là anh đạt được cái kết quả tốt nào đấy trong đơn vị thì thật sự là tôi rất là vui. Đó là cái thành quả đằng sau những cái sự cố gắng nỗ lực không ngừng của mình để làm cái hậu phương vững chắc cho anh. Như để bù đắp tình cảm cho con gái, bù đắp những vất vả cho vợ, nên mỗi khi được nghỉ phép về thăm nhà, anh Hiệp luôn dành thời gian ở bên để động viên và thay vợ chăm sóc con. Giản đơn vậy thôi, nhưng có lẽ với chị Phương không gì có thể đánh đổi được những giây phút đặc biệt này. Mỗi một người vợ bộ đội là một hậu phương vững chắc cho những người lính chúng tôi thực hiện nhiệm vụ. Và mỗi một nhiệm vụ chúng tôi hoàn thành thì cũng là một chiến công của hậu phương. Nhân ngày 8 tháng 3 này tôi cũng muốn làm một vòng nguyệt quế để tặng cho vợ, người đã chiến thắng bao gian lao khổ cực, khó khăn,
để làm hậu phương vững chắc cho tôi. Với mong muốn của anh Hiệp, chương trình Hậu Phương Chiến Sĩ sẽ hướng dẫn anh cách làm vòng nguyệt quế để tặng người bạn đời của mình. Hôm nay tôi đã mời đến trường quay anh Lương Thái Nghĩa, người đã theo đuổi nghệ thuật cắm hoa hơn 10 năm nay. Xin chào anh Nghĩa. Xin chào Quỳnh Anh và xin chào khán giả chương trình Hậu Phương Chiến Sĩ. Tên tôi là Lương Thái Nghĩa, đến từ Xốp Hoa Nghệ Thuật Khánh Anh. Để thực hiện thì chúng ta cần những nguyên liệu gì anh Nghĩa nhỉ? Tôi đã chuẩn bị dây buộc, kìm và rất nhiều loại hoa ở đây. Cành khô để ta làm những cốt cho vòng nguyệt quế. Vòng tròn đã xong, bây giờ chúng ta bắt đầu trang trí hoa được không ạ? Khi làm vòng nguyệt quế thì chúng ta cần lưu ý những điểm gì ạ? Khi ta làm vòng nguyệt quế, ta phải chú ý đến hai vấn đề sau, đó là màu sắc mà ngôi nhà ta đang cần trang trí để chọn màu hoa cho phù hợp. Cái thứ hai đó là hoa trang trí trên vòng nguyệt quế phải đối xứng hài hòa. Theo anh, tông màu chủ đạo của năm nay là gì? Màu tươi sáng, rực rỡ, ví dụ như là màu đỏ, màu vàng, màu cam. Nhưng tùy theo sở thích của từng người mà ta chọn màu sắc cho phù hợp với gia đình nhà mình. Vậy là vòng nguyệt quế của chúng ta đã sắp xong rồi phải không anh? Đúng rồi, Quỳnh Anh chờ anh một chút để anh hoàn thiện nốt những công đoạn cuối cùng. Vậy là tác phẩm của anh Nghĩa đã được hoàn thành. Xin chào quý vị khán giả, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.